Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay thì cũng như mọi ngày mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nha mấy bạn. Đây, này là mình lên trên đầu trên bờ xài, mình lậu ra khúc đó 5-6 tay, nó không dính nha bạn. Cái bờ đó là bờ để mình đi ra vô hà chiến thăm lưới mép trên đầu trên đó nha bạn. Đây, còn cái cạnh chỗ bụi chuối đó thì cử gọi đi, mình có dính một con hổ ngựa to nằm ngay đó nha mấy bạn. Rồi này mình qua bờ xài này, coi trong đây mình có giăng hai tay nha mấy bạn. Hổng gà nó dính cũng yếu quá mấy bạn ơi. Cỡ này dùng mình bắt nó giảm rắn lắm rồi. Mấy dùng của bạn hổng gà thì không biết có dính nhiều không, chứ dùng mình là nó hơi yếu. Dùng của mấy bạn, nếu mà mấy bạn có rắn hung hành, cỡ này mấy bạn trở lên dính hung hành bự, dính nhiều đó nghe mấy bạn. Chứ còn quê mình thì thua. Quê mình là đồng nghiệp đặt bẫy rất là nhiều. Mấy dùng nào mà ít có đặt bẫy mấy bạn giăng cỡ này dính hung hành mạnh lắm. Đây tới Noel á. Mà hung hành đây tới đó là hung hành bự bự không mấy bạn. Này là khu vực bờ xài nha mấy bạn. Còn mình giăng ở đây đa số mình chiếm lĩnh bắt rắn lãi hổ ngựa rồi mấy bạn ơi, dưới nước đồ chơi à. Có lãi nhiều nhưng mà bây giờ nó đồng nước nó cạn gì nó đi tàn lan hết nha mấy bạn. Khu vực đây bờ bự nè mấy bạn. Bờ bự nhưng mà mình có giăng là giăng mép đây chứ không có giăng trên bờ bự này nha mấy bạn. Tại vì khi mình giăng trên bờ bự này con rắn nó đi là nó xuống cặp mé nó uống nước với nó ăn, chứ nó không có lên trên bờ bự nó đi đâu nha mấy bạn. Rồi, ở trước này mình có tay test thẳng luôn nha mấy bạn. Để mình đi về tới có dính mình test luôn mấy bạn ơi. À, cái vùng này có chuyện nha mấy bạn thấy mình giăng ta lứa ở đây mà nó quậy banh chảnh chân đây không mấy bạn? Nè, nó quậy gì là có dính đó mà không biết còn ăn được không nè. Đây, gãy cái đài luôn nè mấy bạn ơi. Nè. Đó, mấy bạn thấy không? Còn chưa đã lâu chứ mấy bạn ơi. Quá mấy bạn ơi, hàng khủng mấy bạn ơi. Khủng. Tét đầu luôn mấy bạn ơi. Con rắn này bự quá nó dính, tay này mình ra giăng bao phăng mình đón bắt rắn lãi mà nó dính con hổ hành chà bá này mấy bạn. Đó, bạn nhìn thấy đã không? Con hổ hành chà bá nha các bạn, hổ hành này cỡ 700 gram à. Đây, đã không mấy bạn? Con cái tét cái đầu mấy bạn ơi, này lên mấy cô bạn hàng cá chê nữa rồi đó. Nha, mấy bạn thấy nó quậy tét cái đầu một chút không? Đó, nó phù cái đầu lên luôn đó nghe mấy bạn. Tại vì tay lưới này bao phân mà hổ hành này bự quá nghe các bạn, con này tới 700 gram ăn mấy bạn ơi. Từ 700 gram trở lên đó, bạn thấy đi, hết hổ phanh nữa không nè. Đó, mình vừa nhắc hổ hành có hổ hành nghe mấy bạn. Tay lưới này từ lúc mình văng vợ cũng không dính nữa. Chiếc này nó mới chịu dính mà lo gãy đài luôn nè. Bạn thấy mình giăng từ hồi lúc là mùa nước cạn đó mấy bạn, rồi lên tới bây giờ đó. Giăng cái bờ này bờ bự mình đón rắn bên đó nó đi qua đây kiếm ăn vốn nước đó nghe các bạn. Đã không mấy bạn? Lại mà ta lưới nhìn thấy vậy là thấy mê nha các bạn. Giăng lại nó quậy dùng là mình nghi con rắn gì bự rồi. Ngày hơn, nó cũng chưa chết. Không sao. Cỡ này thì cái quê của mình á, mấy bạn có giăng vùng vườn nó dính nhiều quá. Còn cái vùng quê mình á, mấy bạn biết sao người ta đổ thuốc nhớt ở dưới mương này nè mấy bạn. Ở dưới đồng ruộng này nè, đừng cho chuột nó lậu xuống nó chết á. Cái nhiều khi rắn nó lậu xuống nó ăn nó chết nha, nó uống nước nó chết nha các bạn. Còn có số á, thì mình sẽ ấy nó sẽ bị chết là do con chuột á, nó chết nó bị ăn thuốc mấy bạn, nó leo lên bờ nè. Cái con rắn nó lại nó ăn luôn nha mấy bạn. Rắn lại nó ăn con chuột đó rồi nó vẫn phải chết nha mấy bạn. Làm gì đó gì ba? Ở đây có chủ ruộng bẻ đu đủ nghe mấy bạn. Ở mép bên đó. Rồi, thì mình đi có một mình nên mấy bạn cũng thông cảm cho mình xin tạm ngưng đây để mình xử lý con rắn rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại cho mấy bạn xem nghe mấy bạn. Tại mình đi mình nên không quay lại cái cảnh gỡ được nghe mấy bạn thông cảm giùm. Rồi, nãy giờ mình thăm muốn hết luôn lưới đầu trên, còn cặp mé lộ này dài về được mấy tay nha mấy bạn. Là mình về dưới mình gửi cái xe đầu dưới mình lậu lên tới đầu trên rồi mình phải ra đây mình mới có giăng xe về được nha các bạn. Về giăng xe về đầu dưới rồi mình mới đi thăm tiếp cạnh dưới nữa mấy bạn ơi. Trên đây còn có mấy tay hết rồi. Thì nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy nè, thành quả mình thì được có một em hổ hành nha các bạn, mà em hổ hành này to nha. Con này cỡ khoảng 7 chấm, hơn 7 chấm nha các bạn. Còn đồ này của mình đem theo là một cái túi lưới với một cái thuốc hút với một cái số lưới để mình lấy cũng như mọi ngày đó nghe mấy bạn. Con này dính yếu quá mày ơi, đi một luồng vậy dính con hai con. Lúc trước mình chỉ điên luồng này thôi nha các bạn, là mình quay được một cái clip đẹp rồi đó các bạn. 3-4 kg, 4-5 kg, có khi trúng 4-5 kg vậy đó. Còn thắt cũng ký mấy 2 kg, còn giờ đi nãy giờ các bạn thấy nè, cử dính con hai con đó, mình phải lội hết luồng lưới nha các bạn. Mới quay được một cái clip đẹp cho mấy bạn xem, mà con này bữa nay nó cũng có thẹo nữa các bạn. Con này bự quá, lung lưới bao phân có thẹo rồi. Thôi, đằng trước này mình có con tay đi tới tay tiếp theo luôn nha các bạn. Không nói lòng vòng nữa, đừng mình có gian mình đi thăm thêm mấy bạn ơi, để đi bữa nay hết luồng lưới cái ấy lắm. Dưới đây mình có con tay nha các bạn. Có hàng mấy bạn ơi. Một con nước. Đây, ôi dồi, quá to mấy bạn ơi. Đây, các bạn thấy chưa?
con này nó còn khủng, muốn khủng hơn cái con đợt rồi nữa các bạn. Mấy ngày độc đài luôn các bạn ơi, đã quá bạn ơi. Rồi mạnh, mấy bạn thấy không, tí xíu sảy nữa nè. Tài lưới này có 3 phân nha mấy bạn, nên cái con rắn này nó quá bự đi, nó thập cái đầu cũng không vừa nha mấy bạn. Cho nên mình phải chụp nó lại vậy nè mấy bạn, chứ còn không mấy là nó sẽ tụt ngang nha mấy bạn. Nó không tụt ngang mà nó đưa cái đuôi với mấy bạn, nó quắn vô cái cây cỏ, nó gị một cái một là mình bảo đảm mấy bạn là xức cái chùm lưới trên nó liền đó. Tại vì cái lưới bao phân nó nằm không có sâu á mấy bạn, tại con rắn này cái đầu bự quá. Con nước là nó đậu bự hơn con hành với đậu bự hơn con ngựa nha các bạn. Trời vô mấy bạn nhìn thấy con nước đã không bạn. Con này cũng cỡ 700 gram trở lên đó nha các bạn. Con nè, cái phanh nó nè, các bạn nhìn thấy ghê đã không? Quá đã bạn ơi. Ồ, cặp mấy lộ này nhưng mà cũng hên. Mình đi dài đường về sẵn mình lội ra đây á mấy bạn, tự rồi bờ ngỡ ra lạnh vậy giờ. Mình gặp cặp mé này có cái bụi sậy mình xuống văng ngay bụi sậy này đại luôn mấy bạn. Văng ta lưới đây, xéo đây con khúc mà ta lưới bao phân mình tính có gắn lãi không ngựa đồ lai gai. Không ngờ dưới sông này là có con gắn nước to vậy mấy bạn. Cái này xong đường lộ nha mấy bạn. Ôi, quá đã bạn ơi. Đó. Đi lại, trời ơi con rắn nước nó đẹp mấy bạn ơi, mà nó ú nè mấy bạn ơi, ú hơn con rắn mấy rắn nước được rồi của mình bắt nha mấy bạn. Trời ơi đã. Người lội mệt mà ra tới đây dính con này nữa, bữa nay tính ra cái luồng lưới này dính được có 2 con mà con nào nấy cấu cấu không mấy bạn. Y gan như lời mình nói không mấy bạn. Mình nói đây tới là nó hay dính rắn bự là vậy đó nghe bạn, dưới rắn trứng. Có rắn nhỏ là do mấy con rắn lãi nghe bạn, mấy rắn lãi có trứng nó ra thì nó nhỏ thiệt nghe, chứ còn mấy con rắn hữu hành với mấy rắn ấy là nó rắn bự bự không đó nghe bạn. Cỡ này theo như đúng ra mình phải sử dụng lưới bao hoàng ngữ, chứ còn lưới bao phân nó dính nó ưa bị thẹo lắm mấy bạn, tại rắn bự nó đi á. Nhưng mà tại lưới tàn của mình là nếu mình giăng lưới bao phân ngữ xuống nữa thì không lẽ mình bỏ lưới bao phân nữa bạn, cho nên giăng đại rồi đừng mình bỏ luôn, tối mùa mình bỏ luôn. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây, mình xử lý con rắn này nghe mấy bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Tại vì lý do mình đi không bình nha bạn, thông cảm nha. Hết biết đã mấy bạn. Ui, quá phê. Rồi mình xuống tới cái khu vực mà bữa hổm mình bị mắc nguyên luồng lưới nha các bạn. Còn khu vực trong đây mấy bạn ơi, khu vực ở ngoài bờ chuối này ra ngoài đó thì bị mắc rồi, mình không có văng lại nữa mấy bạn ơi. Còn trong đây được đâu 6-7 tay nha mấy bạn. Nãy giờ đi thì nó cũng không dính mấy bạn ơi. Lội bữa nay cũng quẩy với nó rồi đó mấy bạn ơi. Này là luồng thứ hai rồi đó mấy bạn ơi. Ờ, cho sửa đi đây đâu gớt thì thành quả nãy giờ nha các bạn. Đó được con nước to quá mấy bạn ơi, đó nước đá nha các bạn, chứ đừng con hành nha các bạn. Đó con này ba lứa đem theo tính kiếm chỗ dằn mà cũng không có chỗ dằn được mấy bạn ơi. Đây có thuốc của mình rồi, ơn trước thì con tay nha các bạn. Ngồi nghỉ nãy giờ cũng hút lúc rồi mấy bạn ơi, thôi mình đi tiếp tranh thủ còn lộn luồng lớn nữa nha các bạn. Đừng, còn về chứ để mà đi kiểu này tới chưa lộ gì không kịp ạ. Đó mấy bạn thấy xa xa đó có ông anh ông đang trồng hành không mấy bạn, khu vực bên đây thì trồng chuối, bên đó thì trồng hành nha các bạn. Còn bờ ở đây người ta trồng tầm ruột mắng cầu rồi nè các bạn. Ở đây trong đây mình có người ta lưới luôn các bạn. Chà có hàng các bạn, có hàng mình nó lãi đây đó, nhìn thấy không, cỡ này mình nói gì nha các bạn, gắn trứng nữa nè mấy bạn ơi. Đó gắn lãi có trứng nha các bạn, trứng này các bạn hàng hay chê lắm mấy bạn ơi. Đó trời mà miễn có dính được rồi mấy bạn, có dính là mình thấy vui vậy. Bắt đầu nhìn kìa các bạn, con lãi cũng to nghe các bạn, con lãi này cỡ 300 gram nghe các bạn, con này có trứng các bạn ơi. Mấy bạn thấy cái bụng trong ốc không, bây giờ chỉ có gắn trứng rồi gắn lãi nhỏ thôi nghe các bạn, chứ mấy gắn trứng hổ ngựa với hổ hành là con cành cành không đó các bạn. Mà không gà lưới mình cũng chưa gia chạm với nó các bạn, chắc do năm nay mình giăng số lưới mấy nhiều mấy bạn ơi, lưới bao phân nhiều chắc ít dính gắn to quá dội mấy bạn. Tại vì năm nay mình thấy đặt đồng nghiệp đặt bẫy quá nên mình sử dụng lưới bao phân tỷ lệ rất là nhiều bạn, còn bao phân gửi mình xài rất là ít. Mình nghi mấy cái bờ nào bự lắm mình mới sử dụng lưới bao gửi, tại bao gửi thì không bắt được gắn lãi nha mấy bạn. Mình cũng nói cho mấy bạn biết gì đó, có bạn vô bình luận hỏi mình là lưới 4 phân bắt được gắn lãi không, là sự thật khắc không được nha mấy bạn. 4 phân đó là mấy bạn dính gắn từ 800-900 gram cho lên đó, mà cái dùng nói mà gắn lãi 800-900 gram chắc cũng hơi bị hiếm, dù cho 800-900 gram cũng chưa chắc sẽ dính đó nha mấy bạn, tại con gắn lãi nó dài á, nó nặng. Nó nhỏ nhưng mà nó dài nó nặng cho nên nó sẽ nung mặt lưới nó đi được nghe các bạn. Ý là lưới mình lưới bao phân mấy bạn thấy nung qua chùm trứng luôn thấy không nè. Đó. Nó nung dữ lắm nung nghe các bạn, chứ không phải mà bình thường đâu. Đó nó nung lên tới đây đường lên tới đây luôn mấy bạn thấy không? Con rắn này có bụng trứng không có ống trứng nó đoạn quạng nó nung đẩy mặt đi luôn á, tại do cái lưới của mình á mình giăng từ đầu mùa tới giờ mấy bạn là nó đã rất là mục rồi nghe các bạn, nó dễ bị thủng lắm nghe các bạn. Tại mình giăng lâu rồi đó. Lưới nó mục.
Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng máy đây để mình xử lý con rắn này nha mấy bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình thì test lại cho mấy bạn xem ha. Rồi mình lên tới luồng nước đầu trên nữa nghe các bạn. Luồng giờ lỗ dính yếu quá mấy bạn. Luồng nãy đầu trên mép bên kia thì dính được hai con hoành, con nước cũng đỡ nha bạn. Còn luồng đầu dưới của mình xéo xéo chỗ đầu đó, ngang cửa xéo xéo nhà mình đó, thì dính được con gắn lãi hả mấy bạn ơi. Bây giờ mình lên tới đầu trên đang lội dài ra bờ nha các bạn. Tại bóng cây mát quá nè các bạn. Trời đang găm bóng mát, mình nghỉ mát cái mấy bạn. Thì bờ này thì bữa hổm mình giăng nhiều lắm, nhưng mà do giờ mấy bạn thấy người ta chặt cỏ phá đồ hết không? Lưới mình thì bị người ta không thấy mấy bạn, chứ không phải là người ta cố tình cố ý đồ ta phát mấy bạn, chúng là nó gãy bớt hết mấy bạn ơi, nên nó còn ở đây được có hai ba tay. Nãy con tay đầu tiên ra nó không dính này, mình không có test cho mấy bạn xem để tránh mất thời gian của mấy bạn, với mấy bạn xem không dính cũng nhàm chán. Thì ở trước đây mình cũng có con tay nha bạn. Thôi mình đi nghỉ nãy giờ cũng lâu rồi bạn, mình cũng đi về tới bạn, tranh thủ về tại mình về còn nhà còn có công việc nữa bạn. Dưới đây mình có dàn tay nha bạn. Chà, có hàng mấy bạn ơi, con lãi toàn nha bạn. Rồi, này gắn lực mấy bạn ơi, cũng không to hùng, mình tưởng to, thấy nó phùng phùng to, cũng không dữ hùng ơi. Con này cỡ 330g nha bạn. Ngon, thấy đã không? Lội tới mình thấy dính cái hay mê nha bạn. Nguyên khúc này nó phát chấm hết, giờ còn có khúc này ngay bụi chuối này, nên mình đón nó ra vô trong mấy đường bụi chuối này nó ăn, mình bắt nè các bạn. Do bên bờ đó nó qua đó mấy bạn, bên bờ đó tại vì người ta phát trước rồi bây giờ nó lên này, còn bên đây thì người ta mới phát sau, chờ chừng nào bên đó phát nữa cái là nó nhảy ngược về đây nữa đó nghe các bạn. Mà nó cũng qua lại nó kiếm ăn rồi mấy bạn ơi. Đó, này nằm ở dưới cái thế này nó cũng hơi khó quay nghe các bạn. Mấy bạn coi cũng xem thông cảm mình, tại vì ở dưới cái dốc văng này dưới mé mương. Rồi thì nãy giờ thì mấy bạn cũng thấy thành quả của mình, thì bữa nay nói chung vậy cũng được rồi nó nghe bạn. Giá đây cuối nó dính về con nữa lần im đó nghe bạn. Là được một con rắn nước nghe bạn, con nước này 700-800g các bạn, đã ghê ha. Đó chà bá. Dưới đây là được một con hổ hành với một con rắn lãi nghe bạn. Và nãy giờ thành quả mình được có ba chú đó nghe bạn. Ba chú dưới đó, ở dưới đó một con nữa là bốn chú nghe mấy bạn. Đây. Này được con hổ hành cũng cỡ 700-800g nữa nghe bạn, hổ hành to với một em rắn lãi. Con rắn lãi này thì nó có trứng rồi, không đáng giá nhiều các bạn ơi. Nó đi không gạt rồi. Còn đây thì được con này với con này. Thành quả bữa nay cũng im nghe bạn. Tình hình bữa nay vậy tới đây thôi là mình thấy cũng ngon rồi đó. Nếu đây tới cuối nó còn dính nữa thì còn ngon nữa. Còn nó không dính thì nhiêu đây mình cũng đủ thu nhập cuộc sống gia đình nghe mấy bạn. Trong một ngày làm việc một buổi sáng của mình. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng đây để mình xuống mình xử lý cái con rắn dưới đó nghe bạn. Rồi mình đi tới ta tiếp theo. Nếu nó có dính mình sẽ test lại cho mấy bạn xem ha. Rồi cho mình ngưng đây đi. Rồi mình vô khu vực bờ xà này có hai tay nha các bạn. Đây tay này mấy bạn. Đó, tay lưới văng nước mỡ bạc màu gì luôn nha mấy bạn. Tay này kỳ hãm thì dính được mấy con lãi nha các bạn. Ở đằng trước này mình có tay nữa nha các bạn. Này mình test thẳng luôn mấy bạn ơi, tại tay đây nó kế đây nè các bạn. Mình đi con mình cầm cái máy đi, nó có hơi lắc mấy bạn xem thông cảm giùm mình nha. Tại mình đi con mình đó mấy bạn. Đây đồng quê mình là bên đây là lúa này mấy bạn. Bên đây cũng là lúa luôn nha mấy bạn. Đó. Ở chân giữa có bờ chuối thì mình chen theo mé chuối đó mình văng nha các bạn. Rồi đằng trước trong đám sậy này có con tay bạn. Đám sậy này mình cũng đã từng bắt được mấy con gắn lãi nha mấy bạn. Chui vô mấy bạn nhớ đợt mùa nước mình chui vô rất là khó khăn không. Còn bây giờ thì đỡ nha bạn, dưới đẩy là khô rồi. Ơi có hàng mấy bạn ơi. Em hổ nón. Bữa này quá im mấy bạn ơi. Quá tê. Đây còn hổ nón thì cũng không to hung nha mấy bạn. Các bạn thấy dính đã không? Đó nó sọt cái đầu về sọt đó. Tay này cứ gọi dính con gắn lãi nữa nè bạn. Để mình lẩu lên. Chạy mạnh mấy bạn. Đây. Rồi nó quấn vô mình rồi muốn nổi nha bạn. Mạnh thiệt. Con này chắc mới dính quá đẹp quá các bạn ơi. Con này chắc dính chịu qua quá. Đây. Con này không to hung nha mấy bạn. Con này khoảng 600-700g nha mấy bạn. Đã không mấy bạn. Rồi gặp em cục đuôi nữa mấy bạn ơi. Nè. Đó cục đuôi nha mấy bạn. Gắn sọc chưa. Còn mấy là hổm gà mình văng dính mấy gắn kia nó vàng cháy nè. Còn con này nó có sọc nha các bạn. Đó dính đó nha bạn. Chính xác rồi đài đó. Con này cũng muốn né lưới nè. Mình né không được mấy bạn thấy mình gà thế nào không? Đó trên đó bịch dưới đây trống mình văng đây nhất định nó phải ra đường trống này ăn, nó ở trong bịch nha các bạn, nhưng mà nó đi xuống cặp mé trống với nước rồi nó uống với kiếm thức ăn đâu nghe các bạn. Đó mấy bạn nhìn thấy đã không, đó dính lại cảm giác nó sướng gì đâu các bạn ơi. Lội nãy giờ mệt mà chỉ đó các bạn ơi, thấy dính cái hứng các bạn.
Mà cử này về, nãy giờ cũng chưa có gắn chết, mình giái đây tí cuối dính không dính thì thôi bạn, chứ đừng có dính mà chết mấy bạn ơi. Dính chết đó, có con còn ăn được đó, thì mình cũng cho người ta, chứ mình cũng đem về nhà cái tới trưa nó xịn mấy bạn. Một phần còn phần nữa thì dính với, nó chết với cái ăn được cái tính ra giống như mình uổng nó vậy mấy bạn. Thà nó không dính rồi từ từ mình bắt được, thí dụ năm nay mình bắt không được nó, qua năm mình cũng có cơ hội mình sẽ bắt được nó. Còn mà thứ dính rồi mà chết sình rồi rồi mấy bạn thấy là rồi xong, coi như là bỏ gắn uổng lắm nghe bạn. Đã mấy bạn đó, gắn khoảng 600 gram mấy bạn ơi, không nổi 700 đâu, 600 gram được. Ừ, bữa nay vậy là thành quả mình là trúng đó mẹ mẹ nghe mấy bạn. Con này là con thứ 5 nghe mấy bạn. Mà nhớ nãy giờ nhờ dính mấy gắn bự không nghe mấy bạn. Dính gắn bự nó mau vô ký lắm mấy bạn ơi. Như hổ ngựa này đi nè, con cỡ 600 700 600 700 dính chừng 3 4 con cái thấy mấy kilo nghe mấy bạn. Mà quê mình hiện giờ thì ông hổ ngựa này hồi bữa hổm xuống giá nghe bạn, bữa nay lên giá lại, con gắn lãi lên giá luôn nghe bạn. Mình cũng báo cho mấy bạn biết luôn, dùng mấy bạn không biết sao chứ dùng mình hiện giờ gắn lãi là giá nó 200 đó nghe bạn. Mà cái cử này mình chưa biết nha, cử này có khả năng lên nữa đó mấy bạn. Tại mình đi một chuyến nó lên 10.000 20 chuyến lên 10.000 20 vậy đó mấy bạn. Hổ hành hổ ngựa điều gì, nhưng mà hiện giờ con gắn hổ ngựa ở vùng mình giờ có 180 nghe mấy bạn, nó rẻ hơn con gắn lãi 20.000 ký á. Thì hổm thì nó mắc hơn nhưng bây giờ nó rẻ hơn. Mình cũng không hiểu sao mấy bạn, nhưng mà mình dân nhiều năm rồi riết mình biết nó có lúc con gắn lãi nó sẽ mắc gấp hai lần con gắn này không chừng nữa. Có lúc thì hổ ngựa nó mắc hơn, mà có lúc thì gắn lãi mắc hơn, nhưng mà cái tỷ lệ hổ ngựa mắc hơn gắn lãi thì nó hiếm hơn con gắn lãi mắc hơn con hổ ngựa nghe mấy bạn. Rồi bây giờ mình đi cũng có một mình ên, mấy bạn thông cảm cho mình tạm ngưng video đây đi, rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại cho mấy bạn xem ha. Tại mình đi con mình nghe mấy bạn thông cảm giùm. Rồi mình lỡ nãy giờ nó cũng không dính nha bạn, tới khúc này mình có tay nghe mấy bạn, tay trong bụi lùm nè các bạn ơi. Tay này cũng từng bắt được mấy con rắn này các bạn, có con hổ ngựa to nữa đó. Rồi chứ này có hàng rồi, có hàng rồi, chết ngắt này các bạn ơi, quá chậm, lãi bự các bạn ơi, uổng quá uổng các bạn ơi, nó lãi bự nè, chà bá nha mấy bạn, dính quắn nè mấy bạn ơi, quắn quá trời, xeo này, xeo cục lớn nè. Trời nè hơi chói nắng mấy bạn coi xem thông cảm gì mình nha, tại ngay đây nghe nắng thua bạn ơi, cái này mình phải xử lý nó nghe các bạn. Mấy bạn thấy con gắn lãi cái khủng khiếp không? Bờ này gắn lãi to, trong đó gà đó mấy bạn ơi. Mà đây quá chuột, cắn chết ngắt gắn lãi à. Lãi bự quá. Lãi này cỡ khoảng nửa ký nha các bạn. Uổng quá các bạn ơi. Rồi. Thành quả nãy giờ thì mấy bạn cũng thấy là bữa nay chúng con nha các bạn, đừng chết con này nữa là nhiều lắm đó nghe các bạn, 4 5 con gì đó nghe các bạn. 5 con này con thứ 6 mấy bạn ơi. Phải con này đừng chết nữa là được 6 chú rồi. 6 chú là bữa nay mình vô to nghe các bạn, 3-4 kg gắn à, quá uổng. Này ngay chăng đây cũng hơi nắng đó nghe mấy bạn, mà ngay đây ngay cái thế của nó nè các bạn, cho nên bắt buộc mình phải giăng đây. Còn xích vô trong đó quá trời chuột các bạn kìa, trong đám sậy đó cũng ngon, nó quá trời chuột mà mình đón nó trong đó đó, nhưng mà trong đó mình khó bắt nó, đi ra ngoài trống trống thì mình dễ bắt nó nghe các bạn. Còn ở trong đó cái nó ăn con này con kia xong cái nó leo leo lên 3 cây mấy bạn, chứ trong đó chuột quá các bạn ơi, nên mình không giăng vô đó được là nó là vậy đó. Ngược lại văng đây thì chết, trời nắng quá chết uổng quá. Rồi thôi mấy bạn cho mình xin ngưng cái clip đây nghe mấy bạn, mình đi tới tay tiếp theo nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Giờ mình xử lý nó mấy bạn ơi, chứ cái này thua à. Không xài được nghe mấy bạn. Con này chết sình rồi. Mà quá nắng mấy bạn ơi. Mình lội mà mệt luôn mấy bạn. Sớm đi quên đem nước uống nữa mấy bạn ơi, giữa ruộng rồi giờ cũng không có nước uống nữa mấy bạn ơi. Còn chút nữa vô tới nhà, để gán vô tới nhà mấy bạn, còn có 1 cây số nữa. Ở đây mấy bạn thấy trời bữa nay nắng nè, trắng chối thì ghê không, mình ngồi là trong bóng cây nè nghe mấy bạn. Dưới bóng gốc cây nè nghe, chứ không phải mà ngồi ngoài đâu. Chịu mới nổi đâu, quá trời nắng mấy bạn ơi. Ở trong bờ này mình có văng tay nghe bạn, mà từ lúc văng vậy cũng chưa dính nào chứ mấy bạn ơi. Nó cặp mấy ruộng đó đó, bạn xích trong bờ này nè. Tại mình một bờ mình chặn đầu ra đầu vô thử tay hay tay mấy bạn. Ở bên đây người ta trồng đu đủ với trồng bầu nghe mấy bạn đó. Còn ở dưới đó thì người ta xả lúa. Thôi mình đi tới mấy bạn ơi, tranh thủ về chưa rồi, hơi xỉu mày ruột nè mấy bạn, chỗ góc mặt cầu đó nghe mấy bạn. Trời hơi nắng đi có chá mấy bạn, thông cảm gì mình nha. Có hàng mấy bạn ơi, hàng to khủng luôn, vô rồi nè. Trời đã nè ơi, mấy bạn thấy cái bờ này trống lỏng luôn không mấy bạn, mà có hàng to mấy bạn ơi, vô rồi nè ơi, chỗ này vô gạo rồi. Quá đã. Con này còn đẹp hơn con nãy nha các bạn. Con nãy thì nó bị ấy cái đầu, còn con này nó mới phù cái đầu à, chứ nó chưa có bị thẹo nghe các bạn. Còn con nãy có thẹo rồi. Trời ơi nó bẻ gãy cây chổi của mình luôn mấy bạn thấy không nè. Ta lớn mình giăng tự trên góc ăn cầu đó, bạn thấy xuống đây không, trống lỏng luôn nè các bạn. Cả này hổ hạnh ra phơi xương nè nghe mấy bạn.
cũng hơn không ai đi qua lại mấy bạn, chứ chỗ này à, người ta qua lại là người ta nhìn thấy liền nha bạn. Con hàng này to nha bạn, con này cũng 600-700 gram đó nghe bạn, 700 gram đó, thủ 700 gram bằng con nãy đó nghe bạn, quá đã mấy bạn ơi. Đó tài lưới con khúc có 6 tắc đó, lụm con hành bằng lớn đó nghe bạn. Tài lưới này nó nặng ngay từ đầu mùa dễ cũng chưa dính mấy bạn ơi, hôm nay quá chút mấy bạn ơi, hôm nay thành quả không dài. Nói cứ cứu dụng không mà đi cửa nào cũng có ấm sống được nha bạn nè. Các bạn thấy mà túi thì đã chưa đó. Đây trời hơi chói thì thôi mình hơi khó quay chút nha bạn. Đó, các bạn thấy là một túi đó nha, rồi thêm một con nước trà bá nữa nha bạn. Đó. Bữa nay mấy bạn thấy đã chưa đó, thành quả bữa nay quá chúng nha bạn. Còn con nằm ngoài khơi nữa nè các bạn. Bữa nay quá im mấy bạn ơi. Tình hình bữa nay gì là quá tịch tề nghe mấy bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng đây để mình xử lý con rắn này nghe mấy bạn. Quá đã rồi nè, mình cho mấy bạn coi nè. Đó, mấy bạn thấy nó bóng giận không các bạn. Còn vô nó cái hành này cục luôn các bạn. Đó, này mình nói cái nha các bạn. Quá đã các bạn ơi. Rồi, mấy bạn cho mình xin những đây để mình xử lý con rắn này. Rồi mình đi tới tay tiếp theo, có dính mình test lại cho mấy bạn xem nha. Nó còn cũng không có được như tay nữa nha các bạn. Rồi, cho mình xin những đây đi. Rồi, nó không dính nữa mấy bạn ơi. Mình lội ra gần tới mé lậu nha mấy bạn. Tới mé lậu là mình kiếm xe mình có gian về nhà mấy bạn ơi. Quá trời nắng nè. Thở muốn ra hơi mấy bạn ơi. Nói chuyện muốn nổi luôn. Quá trời nắng thì chứ mấy bạn. Thấy trời nắng mình chui đây là gốc bóng mấy cây chuối nè nha mấy bạn. Chứ ngoài trời mấy bạn thấy nắng đỏ chạch không. Nắng xỉu à. Thì bữa nay là thành quả của mình. Bữa nay mình hết nhớ mấy con mấy bạn. Bữa nay nói chung là chúng to nghe mấy bạn. Đó con ngăn nước trà bá nghe mấy bạn. Ngăn nước 700-800 gram à. Còn đây một túi luôn nè. Đó. Bữa nay ngon nhất là được hai chú khổ hành nha mấy bạn. Đây là cái em hổ ngựa, em ngựa Phùng Linh nhìn thấy bự dữ không mấy bạn. Mà chuyện thật nó không bự nha bạn. Còn này cỡ 600 gram mà chắc 6 chấm hơn 6 chấm nha bạn, nó khè lên trời. Nó giờ bộ xỉu rồi mấy bạn. Nè, được hai con hổ hành nha các bạn. Đây một con nè các bạn. Đó. Được hai chú khổ hành quá đã mấy bạn ơi. Đó. Đây một con các bạn, hai con khổ hành này không là ký mấy nha bạn. Bữa nay nói chung là một ngày đi thăm bẫy thành quả là trúng to nha mấy bạn. Cỡ này cuối mùa vậy là quá trúng luôn. Bữa nay nó dính không cây hình như 7 con hay 8 con mình cũng không nhớ vậy, hay là 6 con gì đó. Bỏ hôm nay mình hết nhớ rồi. Mà trời mình nhớ được hai con hổ hành bự với được con gắn nước bự với con hổ ngựa nữa nghe mấy bạn. Bữa nay thì nói chung là một chuyến thăm bẫy mình rất là ưng ý luôn. Quá im mấy bạn ơi. Trời đó mấy bạn thấy nước to nó đã ghê không mấy bạn. Bữa nay quá im. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm dừng clip ở đây ha. Mấy bạn có xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nghe mấy bạn, để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo và hay hơn nữa nghe bạn. Với trời nắng này mình lội mới nổi mấy bạn ơi. Rồi thôi mình cũng máy bay mấy bạn. Hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.